ai đồ mà số kia nó bị mà lại nó chúng mà kêu anh biết rồi theo bui lâu cho không mà sao nó không mà kêu thế không mà kêu thế anh bây giờ chính lúc tụng một tiếng khúc thầm tụng anh cũng là tụng tiếng gì bây giờ mình bây giờ không mà sao mình có ra cái kiểu tụng thì chắc mà cái kiểu hốt tụng sai lầm rồi xúc cho kia nào tụng chùa thế tụng chùa thế xúc cho cái kia bắt tụng chùa thế ê à vậy nó nung bay này kri gốc mà bị sai lầm tụng thô music kia